Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay một căn nhà giá rẻ 580 triệu thôi, mà bao gồm là cả nhà và đất nha. Diện tích bự nha cô chú anh chị. Chiều ngang á 6m, chiều dài 47m. Tổng diện tích là tới 282m², có 100 thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Đó, cả nhà và đất luôn, có 580 triệu thôi. Sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian nha. Nhà này là hướng đông bắc. Cô chú anh chị thấy nhà rộng rãi không? Nhà xây theo kiểu chữ L á, có cái cửa bên hông nữa. Và ở đằng sau á còn dư đất rất là nhiều. Ở đằng sau là có thể xây thêm một căn nhà nữa nha. Tại vì chiều dài là tới 47m. Và nhà đất này là hai mặt tiền. Cái đường ở trước, đường rẽ đá nè, là hướng đông bắc. Và bên hông, cô chú anh chị thấy chiếc xe bán tải đang đậu đó, là có cái đường bên hông nữa nha, đường thông luôn. Cái vị trí này đặc biệt nha. Cô chú anh chị nhìn bên đây là chúng ta sẽ thấy tuyến kênh ngàn tỷ, là cái kênh đưa nước từ hồ Dầu Tiếng băng ngang qua sông Dàm Cỏ Đông á. Ngay khúc này là người ta xây cái kiểu cầu máng nè. Đó, cái công trình rất là hoành tráng luôn nha. Nhà là cách cái kênh ngàn tỷ có 100 mét thôi. Và từ đây mình chạy ra đường nhựa Hương Lộ 11B á, là cỡ chừng 600 mét. Đi vô chợ Câu Xá, trung tâm thị trấn Châu Thành á, là 6 cây. Thành phố Tây Ninh là 12 cây. Chỗ này cách núi Bà Đen là 22 cây nha. Địa chỉ là ấp Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đó, tổng diện tích là 282m², có 100 thổ cư. Bây giờ anh Quân, chủ nhà, là bán cả nhà và đất luôn, bao giấy tờ luôn, là 580 triệu. Rất là rẻ luôn nha. Nhà này xây cái kiểu giống như L vậy đó. Ở sau là có cái cửa nữa kìa. Nhà sơn màu xanh ha. Và ở đây á, không khí mát mẻ trong lành lắm cô chú anh chị. Cây xanh rất là nhiều luôn, rất là bình yên nha. Ấp Trường, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Nhà hai mặt đường. Đây, cái đường ở trước nè. Ở ngay chỗ đó là nhà nước xây cái cầu máng á, là xe ô tô chạy bên dưới cái dòng kênh luôn nha. Cái dòng kênh xây cao giống như cầu vượt vậy cô chú anh chị. Tớ nghĩ là xe 16 chỗ là chạy qua được luôn á. Đó, cái tuyến kênh xây dựng rất là hoành tráng nha. Thì ở đây mình đi vô cỡ chừng vài trăm mét thôi là sẽ tới sông Dàm Cỏ Đông nha. Người ta làm hai cái ống thép rất là bự, là đưa nước từ bên đây băng ngang qua bên kia sông Dàm Cỏ Đông luôn. Còn đường này nè, mình đi vô trong thì chúng ta thấy nhà cửa hàng xóm bên trong nha. Cái đường này mai mốt là nhà nước sẽ mở thông ra đường Hương Lộ 11B luôn. Đường điện là đi phía đối diện nhà. Đó, bên nhà đất đang cần bán là không có dướng dây điện, trụ điện gì hết nha. Và đây là cái đường bên hông nè. Cái đường bên hông là trên sổ hồng có thể hiện luôn nha, tức là đường nhà nước luôn á. Là cái đường thông luôn, nó cũng thông ra cầu máng luôn nha. Thì xung quanh diện tích nhà đất đang cần bán là anh Quân có xây hàng rào 40. Đã, chiều ngang là đúng 6m, còn chiều dài là đúng 47m. Đó, cổng rào, hàng rào đầy đủ nha. Thì ở đây mình đi xích tới 100m nè, là cầu máng. Và dọc theo cầu máng đó là có cái đường sợi đỏ nha cô chú anh chị. Quẹo trái là ra đường Hương Lộ 11B đó. Còn mình đi thẳng theo cái đường mặt tiền nè, cũng ra Hương Lộ 11B luôn. Thì cái đường sợi đỏ cặp cái dòng kênh á, sắp tới nhà nước sẽ lên nhựa nha. Đi vô hướng này là vô Châu Thành, vô thành phố Tây Ninh nè. Đó, cách trung tâm Châu Thành 6 cây, cách thành phố Tây Ninh là 12 cây nha. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á, là khoảng 90 cây. Sân nhà được tráng xi măng nè. Và phía trước sân ngay chỗ này á, là có một cây xưa. Cây này để mai mốt là rất có giá trị luôn nha cô chú anh chị. Mốt là cân ký bán luôn, cây xưa đó. Rồi, xung quanh là có hàng rào hết nha. Sân tráng xi măng sạch sẽ nè. Chiều dài đất là 47m. Thì căn nhà này á, hiện tại là đã xây khoảng 27m chiều dài rồi. Là ở đằng sau còn dư lại khoảng 20m là đất trống.
cô chú anh chị có thể làm sân vườn ở sau, hoặc là chúng ta có thể xây thêm căn nhà nữa cũng được. Xây cái căn nhà ở sau thì sẽ quay mặt tiền ra cái đường bên hông ha, hai mặt tiền mà rất là thuận lợi luôn. Bên hông bên đây cũng còn dư ra mấy tấc nha cô chú anh chị. Đây, bên hông bên đây nè. Nhà xây tô xung quanh hết nha. Nền á thì lát gạch men nè, 60-60. Cửa kéo, bên trên là la phong. Phòng khách thì có cửa sổ đây. Đó, từ trong nhìn ra ngoài nha. Đối diện là vườn cao su. Đó, cái cửa của nhà là cửa kéo. Ở đây chúng ta thấy là cây xanh đồ rất là nhiều, không gian là rất yên bình luôn nha. Giá bán 580 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Quân. Đường dây điện Tấn thấy là dây điện bự không nè. La phòng nè, la phòng hết nhà luôn nha. Phòng ngủ là có cửa sổ luôn. Cửa kính khung sắt. Đó, bên hông bên đây là dư ra mấy tấc nha cô chú anh chị. Có hàng rào 40 hết á. Đây, phòng ngủ thứ hai cũng có cửa sổ luôn. La phòng nè. Tiếp theo, khu vực nhà bếp. Ngay chỗ này là cái giếng khoan máy bơm nước nè cô chú anh chị. Ở dưới nhà bếp đây cũng là phòng nha. Và ngay chỗ này đó là có cái cửa đi ra phía trước, giống như là cái chữ L đó. Và tráng xi măng nè, hàng rào 40, nhà xây tô xung quanh hết. Ở bên hông là cái đường. Đây, bếp có dán gạch men nè. Máy giặt là sẽ để ngay góc này nha cô chú anh chị. Để ngay góc này rất là gọn luôn. Hoặc là chúng ta để ở phía sau cũng được. Sau lưng nè. Đây là nhà tắm toilet. Thì cái đường bên hông này vô phía trong cũng có nhà hàng xóm nè cô chú anh chị. Và đường này á, chạy thẳng vô là nó giáp với cái cầu máng nha. Đây, cái khúc đất ở sau còn dư rất là nhiều. Nên nãy Tấn nói á, là cô chú anh chị có thể làm cái sân vườn ở sau nè. Mình trồng cây ăn trái, trồng cây kiểng, trồng rau, nuôi gà cũng được. Hoặc là mình có thể xây thêm căn nhà nha. Nếu mà xây nhà ở sau thì sẽ mở cửa ra cái đường bên hông nè. Đó. Cái lợi thế của hai mặt tiền là vậy đó cô chú anh chị. Cái khúc đất còn lại ở sau nè là chiều ngang đúng 6, còn chiều dài là tới 20 lần á. Xây căn nhà cũng rộng rãi luôn. Nền đất thì bằng phẳng đẹp nha. Đi vô hướng này là sông Vàm Cỏ Đông nha cô chú anh chị. Đây cách sông là có vài trăm mét thôi. Rồi, từ ở sau nhìn tới trước nè. Bồn nước inox á, 1000 lít. Đó, có cái trụ bê tông để riêng bên ngoài. Nhà xây tô xung quanh hết nha cô chú anh chị. Hành lang bên đây còn dư ra mấy tấc.
Đó, 580 triệu là trọn gói cả nhà và đất. Rồi anh Quân là bao sang tên sổ hồng luôn nha. Sổ hồng ngay chỗ. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất này cho cô chú anh chị coi nè. Sổ hồng đứng tên anh Quân nha. Anh Quân là sẽ bao sang tên cho cô chú anh chị luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ coi cái sơ đồ. Hai mặt tiền nha. Mặt tiền chính là hướng đông bắc nè. Còn cái đường đất bên hông á là hướng tây bắc. Diện tích thì chiều ngang là đúng 6 mét nha. Ở trước 6. Ở sau cũng đúng 6 luôn. Còn chiều dài á, hai cạnh hai bên đều là 47 nè. Đó, 6 x 47, hai mặt tiền. Không có dính lộ giới gì hết luôn nha. Cái diện tích này là không bị dính lộ giới gì hết. Đó, 6 x 47. Nhìn cái sơ đồ cũng đẹp ha. Ngay góc ngã ba đó. Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 47. Địa chỉ là ấp Trường, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 282 m², có 100 m² thổ cư, còn lại đất cái lâu năm. Ghi chú là chữ không nè, không có dính lộ giới gì hết. Tấn nhắc lại cái giá bán nha, 580 triệu. Cô chú anh chị muốn mua liên hệ gặp ngay chủ là anh Quân. Số điện thoại là 0937 921828, 0937 921828, 0937 921828, 0937 921828. Gặp anh Quân, chủ nhà. Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps và để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn sẽ quay chỉ đường. Mình sẽ quay từ ngay vòng xoay thị trấn Châu Thành á, chỉ cho cô chú anh chị cái đường chạy tới đây luôn nha. Xin mời cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn sẽ quay ngay khu vực vòng xoay thị trấn Châu Thành, chỉ cho cô chú anh chị cái hướng chạy tới nhà đất đang cần bán nha. Mình đang đi trên đường Hoàng Lê Kha, cái hướng từ thành phố Tây Ninh lên tới vòng xoay nè cô chú anh chị. Thành phố Tây Ninh lên tới đây á là 6 cây. Nếu quẹo phải ngay chỗ này là bệnh viện huyện nè, trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ, rồi công viên huyện. Còn bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng qua vòng xoay luôn nha. Hướng về chợ Câu Xá, hướng về xã Trí Bình. Thì bên phía tay trái chính là khu vực trung tâm hành chính của huyện Châu Thành. Ủy ban huyện, công an huyện, huyện ủy, rồi văn phòng đăng ký đất đai là ngay chỗ này luôn. Và từ ngay cái khúc này chạy dọc theo đường Hoàng Lê Kha, chúng ta sẽ thấy á, bà con kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Kéo dài lên qua khỏi chợ Câu Xá luôn nha. Bên phía tay trái là cái cổng siêu thị Cơm Mắt nè cô chú anh chị. Rồi ngân hàng Vietinbank. Ở đây chúng ta thấy dân cư rất là đông đúc luôn nha, kinh doanh buôn bán nhiều. Ngay khu vực này là nhà thờ Công giáo nhiều lắm nha cô chú anh chị. Lớn nhất đó là nhà thờ Câu Xá. Cho nên là cái chợ khu phố 3 ngay phía trước cổng nhà thờ Câu Xá đó thì người dân cũng quen gọi là chợ Câu Xá luôn, cái chợ lớn nhất ở huyện Châu Thành. Đường Hoàng Lê Kha này là cái trục đường trung tâm của huyện ha. Chúng ta cứ chạy thẳng cái đường này. Bách Hóa Xanh nè. Rồi bên tay trái là chợ khu phố 3, tức là chợ Câu Xá nè cô chú anh chị. Còn bên tay phải là cổng giáo xứ Câu Xá nha. Rồi mình sẽ chạy thẳng xích tới, tới ngã ba trường trung học cơ sở Trí Bình á, thì mình quẹo phải nha. Tới ngay chỗ này là ngã ba trường trung học cơ sở Trí Bình, mình sẽ quẹo phải vô đường Hương Lộ 11B. Còn nếu đi thẳng là ra sông Vàm Cỏ Đông nha, ngay bến Tầm Long á. Đây quẹo phải, còn bên tay trái là trường trung học cơ sở Trí Bình nha.
Thì cái đường này là Hương Lộ 11B nè cô chú anh chị. Bây giờ mình chạy thẳng cái đường này qua cầu Rỗng Tượng, qua cái trường tiểu học nữa. Thì định vị Google Map của nhà Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn ha. Từ vòng xoay thị trấn Châu Thành lúc nãy chạy đi tới nhà là 6 cây nha. Nhà cách thành phố Tây Ninh là 12 cây. Đây, cơ quan nè. Thì bây giờ mình sẽ chạy thẳng đường này qua cầu Rỗng Tượng nha cô chú anh chị. Nãy là mình đi ngang trường trung học cơ sở Trí Bình, còn bây giờ bên phía tay phải là có trường tiểu học Phạm Tự Điểm. Vẫn tiếp tục chạy thẳng theo đường Hương Lộ 11B nè cô chú anh chị. Là giờ chuẩn bị tới cầu Rỗng Tượng nha. Nhà cửa dân cư dọc theo cái đường này thì chúng ta thấy rất là nhiều. Đây, ngay cầu Rỗng Tượng là có cái du thuyền, là cái thuyền người ta phục vụ ẩm thực trên cái rạch đó cô chú anh chị, là có thể vừa ăn uống ca hát trên cái thuyền đó đó. Đây, cầu Rỗng Tượng nha. Rồi tiếp tục chạy thẳng. Bây giờ chuẩn bị tới cái đường quẹo trái vô nhà nha cô chú anh chị ơi. Thì từ ở ngoài đường Hương Lộ 11B này á, vô nhà sẽ có hai đường. Cái đường thứ nhất là bây giờ chúng ta sẽ quẹo vô nè. Đây, ngay ngã ba này, mình quẹo trái vô. Còn không thì chúng ta chạy xích tới, tới cái kênh Ngàn Tỷ á, là mình chạy cặp theo cái kênh đó, vô cũng được nha. Xích tới chút xíu là tới cái kênh này. Đây, mình sẽ quẹo trái vô ngay chỗ này. Đường sẽ đỏ nha cô chú anh chị. Giờ mình cứ chạy thẳng đường này là tới nhà nha. Đi ngang qua dòng kênh Ngàn Tỷ luôn. Từ đây vô tới nhà là 600m nha cô chú anh chị. Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế nhà cửa dân cư đường xá cho cô chú anh chị coi. Từ ngoài chạy vô luôn nha. Mấy bữa nay trời mưa cô chú anh chị, nhưng mà chúng ta thấy là đường đẹp nha, cao ráo sạch sẽ, chỉ còn có vài vũng nước nhỏ nhỏ thôi. Ô tô xe tải đâu là vô được bình thường nha. Đường điện nhà nước nè. Ở đây thì cây xanh đồ rất là nhiều luôn, không khí là cực kỳ mát mẻ luôn á. Trụ điện Tấn thấy là nhà nước đi cái trụ mới nè, đã trụ đó là mới cắm luôn á. Đây, nhà cửa dân cư nha. Trụ điện mới là trụ điện bự không nè cô chú anh chị. Nhìn vô là chúng ta đã thấy cầu máng của cái tuyến kênh Ngàn Tỷ đưa nước từ hồ Dầu Tiếng băng ngang qua sông Vàm Cỏ Đông rồi đó. Cái công trình này phải nói là rất là hoành tráng nha cô chú anh chị, làm rất là hay luôn.
đưa nước từ hồ Dầu Tiếng băng ngang qua sông Vàm Cỏ Đông. Đây, bây giờ mình sẽ đi lòn bên dưới cầu nha. Đó, cái cầu này rất là hoành tráng như thế này nè. Tới khúc đằng kia coi chứ anh chị. Đó, hết cái khúc xi măng nè là hệ thống hai cái ống thép dẫn nước băng ngang qua sông Vàm Cỏ Đông vậy đó. Giống như cầu vượt vậy ha. Thì cái chiều cao của cầu này á, là ô tô xe này tấn nghĩ chắc xe 16 chỗ là chưa qua được luôn á. Còn xe 4 chỗ 7 chỗ là qua thoải mái nha. Đây, căn nhà đang cần bán nha trên màn hình. Đó, kế bên kênh ngàn tỷ. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps và để trong phần mô tả nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.